Vâng, lời đầu tiên thì xin được gửi lời chào đến Đức Phúc ạ. Dạ. Lời đầu tiên cho Đức Phúc xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của chương trình Sài Gòn FM và em chào chị Tám. Hôm nay Phúc rất là vui khi được có mặt để giao lưu với tất cả quý vị. Và cũng khá là lâu rồi em mới trở lại, khoảng hơn một năm rồi thì Đức Phúc mới trở lại với một sản phẩm âm nhạc. Thì lần này là với ca khúc Hơn Cả Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng. Ủa các... lộn không? Lần này là sáng tác... Chết là em bản thân là trong đầu em vẫn nhớ là Hơn Cả Yêu luôn hả? Trời ơi, chị em em mới nhớ rằng là khi mà em đi cầu nguyện á. Ôi em cứ Hơn Cả Yêu xong rồi thôi chết rồi. Lộn. Em còn như thế mà. Là hôm qua lúc mà viết cái caption cũng suýt đã viết ra Hơn Cả Yêu rồi mà tự dưng bị mình nhớ sực nhớ ra là viết lại thành ngày đầu tiên. Đức Phúc vừa mới cho ra mắt một ca khúc mới mang tên là Ngày Đầu Tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng. Cũng đạt được một số thành công nhất định, thì hy vọng quý vị khán giả sẽ yêu thích và cũng như là lan tỏa Ngày Đầu Tiên là nhiều hơn nữa đến với bạn bè và người thân của mình. Tóm lại là do là mình xài chung ekip đó, là vẫn là nhạc sĩ Khắc Hưng rồi vẫn là đạo diễn Kawai và mình vẫn là người hát, cho nên là mình bị lộn thôi, làm gì dữ vậy. Nhưng mà thật ra là tóm lại là cái Hơn Cả Yêu tại vì do nó quá thành công đúng không? Rồi em có đặt KPI là bài này phải thành công hơn bài kia không? Lúc mà em bàn với team với ekip của mình thì lúc mà em bàn với team với ekip của mình thì em lo lắm chị. Đặc biệt là lúc làm việc với anh Khắc Hưng ấy, thì em bảo tôi chết thành anh ơi. Tại vì cái hồi mà mình ra Valentine với Hơn Cả Yêu ấy, thì rất là may mắn mà thành công như thế. Và đến lần này ra thì chắc chắn là thứ nhất là khán giả sẽ chờ đợi và là Đức Phúc lại trở lại với Valentine. Và thứ hai rằng là với cái bóng quá lớn của Hơn Cả Yêu từ trước, rồi năm 2020 thì em mới bảo là bây giờ phải nghĩ rất là kỹ về cái phần nhạc. Vì cái phần bài hát của cái lần này làm sao mà nó phải khác cái lần trước. Nó chỉ có được hay như Hơn Cả Yêu hoặc là hay hơn thôi, chứ nó không được dở hơn đó. Và làm sao để quý vị khán giả khi mà nghe hai bài hát có được một cái so sánh nhất định giữa hai cái thể loại nhạc, ý là em muốn tách biệt giữa hai cái thể loại nhạc luôn của Hơn Cả Yêu và Ngày Đầu Tiên luôn. Thế nên là em mới bàn với anh Hưng là thôi lần này mình làm nó có tiết tấu hơn, nó pop hơn Hơn Cả Yêu đi anh ạ, nghĩa là không có làm ballad như là Hơn Cả Yêu nữa, để cho quý vị khán giả có thể có một cái làn gió mới hơn. Thì anh Hưng đã ra được ca khúc Ngày Đầu Tiên, còn KPI đạt ra thì em chắc chắn là em mong muốn rằng là nó sẽ phải thành công như Hơn Cả Yêu hoặc là hơn thì càng tốt. Rồi sau này tới ngày lễ tình nhân ai mà dám ra bài nữa Phúc. Nghe chữ Đức Phúc xong người ta sợ rồi, sau này người ta phải hỏi trước là Phúc có ra bài trong ngày 14 tháng 2 hay không để người ta né đúng không Phúc? Em hy vọng thế. Nhưng mà vậy nè, trong cái buổi gặp gỡ với truyền thông để giới thiệu cái sản phẩm của mình đó, thì Phúc có chia sẻ là nhiều người thấy đầu tư cho sản phẩm kiểu như vậy, mình hát như vậy thì nhiều người nghĩ là kiểu như nhà không có gì ngoài điều kiện. Nhưng mà Phúc chia sẻ thật sự là nhà mình rất là bình thường luôn. Thành ra là Kim Thanh hơi thắc mắc đó là thông thường với những bạn ca sĩ mà có gia cảnh là ở một cái mức vừa thôi á, là khi mà các bạn đi hát á, cho dù á, là ở vị trí đi nào đi chăng nữa, nhưng mà kiểu thói quen cũng hơi tấm tém, gói ghém chi tiêu, kiểu như là không dám chia sẻ nhiều, tại vì mình cũng biết là một cái cuộc sống nó như thế nào. Mà Phúc thì không phải vậy. Em thì phải thú thực rằng là em chỉ thấy rằng là đến nghĩa là những cái quãng thời gian khó khăn thì trộm vía đến bây giờ mọi thứ nó cũng đã qua rồi, và mình cũng đã có thể tự trang trải cho bản thân mình và cũng như là phụ giúp cho gia đình. Thì đối với em suy nghĩ như này. Thứ nhất rằng là cái nghề nghiệp của mình là làm nghệ thuật, đặc biệt mình lại còn làm ca sĩ, và cái món ăn tinh thần quan trọng nhất cái giá trị quan trọng nhất của những cái người ca sĩ như mình ấy, đó chính là những cái sản phẩm âm nhạc. Cái đó là những cái giá trị tinh thần, và nói chung là cái giá trị chỉ trường tồn mãi mãi, nó vẫn cứ ở đó và nó không có gì có thể thay đổi được. Thì làm sao mình phải làm tốt nhất
cái giá trị đó, để cái giá trị đó nó càng ngày nó càng tăng lên. Thì khi mà em muốn làm được cái điều đó thì chắc chắn rằng là em phải đầu tư vào cái sản phẩm âm nhạc của mình. Em có một cái điều như này, em sẵn sàng và em không có điều gì quá lo lắng hay lo ngại về cái việc là đầu tư một sản phẩm cao tiền hay như nào. Em chỉ cần rằng là khi mà mình chấp nhận mình đầu tư và mình chấp nhận là mình bỏ ra một số tiền lớn mình làm một cái sản phẩm đó, thì cái điều đầu tiên em mong muốn nhé, nó sẽ phải là cái chất lượng mình nhận lại được, nó phải là một cái chất lượng đúng xứng đáng với cái số tiền đó. Thứ hai là khi mình làm được một cái sản phẩm như vậy rồi thì mình gửi đến quý vị khán giả, thì đó cũng như là một cái cách mà mình tôn trọng những cái quý vị khán giả của mình, cũng như rằng là để cho tất cả mọi người làm cùng nghề với mình có thể thấy được rằng là à, thị trường âm nhạc hiện tại đây sẽ là những cái MV, những cái sản phẩm nó phải chất lượng như thế này thì mới có thể cạnh tranh được với nhau. Đó, em làm như vậy thì nó rất là nhiều cái ý nghĩa trong từng cái sản phẩm mà em ra mắt. Nó không chỉ ý nghĩa riêng cho bản thân em mà nó còn ý nghĩa lớn hơn một xíu, rằng là tại vì như chị biết rằng là gọi là cái gọi là cộng đồng showbiz của mình hay là sao, hay là giới giải trí, giới giải trí, giới giải trí, đúng rồi, giới giải trí nói chung thì mọi người, tất cả các anh chị em nghệ sĩ thì rất nhiều, các bạn trẻ cũng lên rất nhiều nữa. Thì em làm như em già vậy. Chỉ là các bạn Gen Z thì chẳng hạn kiểu đấy, kiểu càng ngày càng cũng xuất hiện rất là nhiều. Thì cái mà em làm ở đây nó như kiểu là để em chỉ hy vọng rằng là mọi người có thể nhìn vào, không chỉ riêng em và tất cả các anh chị khác nữa, làm ra một cái sản phẩm chất lượng như thế để cùng nhau mà thúc đẩy cái môi trường, cái thị trường đó lên, là tất cả nó đều phải chất lượng như vậy thì mới có thể đáp ứng được cái nhu cầu của quý vị khán giả. Có nghĩa là đối với Phúc bây giờ là mình phải tiền tỷ mình mới làm, còn dưới tiền tỷ thì mình không làm. Chẳng thà mình ra audio lyric, đúng không? Tiền tỷ hay là dưới tiền tỷ, em chỉ cần rằng là nó phù hợp thôi chị ạ. Thực sự ví dụ mà bây giờ đưa cho em ý em ra một cái kịch bản mà mọi thứ quay nó đơn giản, ý là khi mà mình tính nhá, nó chỉ khoảng 500 triệu chẳng hạn, mà báo em 1 tỷ thì em không quay. Đó, em thực ra rằng là em là một cái người mà em tham gia vào sản xuất cùng ekip rất nhiều. Em làm việc mà đến nỗi mà là anh đạo diễn Cao Wai còn phải nói rằng là trời đất ơi, em không làm ca sĩ chắc là em sẽ đi làm tổng sản xuất luôn đó Phúc. Ý là em kỹ đến mức như vậy đó chị, trong cái dự án vừa rồi và tất cả những cái dự án trước nữa. Thế nên là em sẽ có thể nhìn nhận được rằng là ước chừng được cái khoảng chi phí mình sẽ bỏ ra cho cái sản phẩm đó là như thế nào. Và nên là em sẽ không làm một cái gì mà nó bị phi lý. Ví dụ mà dự án 500 triệu mà báo là 1 tỷ em không làm. Đó. Hoặc là dự án mà dự án này nó xứng đáng với các con số 2 tỷ thì em sẵn sàng làm, nếu mà nó phù hợp đúng với con số như thế. Nếu mà tính ra, mình nói rộng ra, không phải là với cái MV ngày đầu tiên này mà những cái MV trước của Phúc thì sau này cái MV nào cũng đầu tư rất đúng là dữ. Em thấy mà cũng kiểu production house các anh chị cũng tăng giá đấy. Tại làm cho em lần đòi hỏi cái chất lượng nó như thế nào. Thôi tăng giá trước cho nó chắc ăn, tại kiểu gì Phúc nó cũng đòi hỏi ghê lắm. Cũng mỗi một lần báo là tăng giá. Nói chung là em nghĩ là chỉ có hơn thôi ấy. Cứ càng ngày càng hơn ấy, chứ không có rẻ hơn đâu. Đúng rồi, cái đó là chính xác luôn. Nhưng mà Phúc có bao giờ nghĩ rằng là mình nên đầu tư hơn nữa cho một cái gì nó hơn một MV? Ví dụ như bản thân chị nha, chị thấy là sau bao nhiêu năm lăn lộn, sau bao nhiêu năm mài dũa cái giọng hát của mình, cũng như là cái sự đầu tư cho sản phẩm như vậy, chị rất là chờ đợi để thưởng thức một album concept của Đức Phúc. Và cao hơn nữa là một cái đêm nhạc mà không phải cái kiểu mà live band mà mình đứng hát bình thường, mà nó phải có một cái tổng thể, một cái chủ đề là cái gì đó. Thì thực ra là chị đang nói đúng vào cái mà em cũng nói chung là em đã bắt tay với ekip của mình rồi. Thì thực ra là cái vì cái lý do 2 năm vừa rồi, 2 năm dịch bệnh vừa rồi thì
mọi thứ nó bị trì trệ và và phải thay đổi lại hết cái kế hoạch. Chứ những ý như chị Tám vừa mới nói thì em với ekip đang bắt tay và làm từ năm ngoái rồi. Và chỉ đợi một cái thời điểm phù hợp để hoàn thành và cũng như là để ra mắt quý vị khán giả một cái album đầu tay, gọi là album đầu tay. Thì em nghĩa là tiện thể chị Tám nói thì em cũng sẽ có thể chia sẻ luôn rằng là em nghĩ là có thể nếu mà chị theo dõi các anh chị em nghệ sĩ thì cũng thấy mọi người ra album cũng khá là nhiều. Em thì chưa ra album lần nào, nhưng mà với cái sản phẩm và với cái album đầu tay mà em sẽ cho ra mắt trong thời gian sắp tới, tương lai, thì em cũng sẽ làm nó chất lượng như cái những cái sản phẩm âm nhạc của mình. Em sẵn sàng em đầu tư làm sao để cho nó chất lượng nhất có thể, và giám đốc âm nhạc cho album cũng là anh Khắc Hưng luôn. Tức là mình cũng đặt ra một cái thời hạn là ví dụ như là đúng cái rồi. Năm chẵn đi hát đúng không? Cũng không phải đâu chị ạ. Em nhớ cái tính toán của em là như thế này này. Là vừa rồi là 2 năm dịch bệnh thì mình không có ra sản phẩm âm nhạc nào. Thì khi mà một cái năm trở lại này này, và chị biết 2 cái năm dịch bệnh đó thì cái thị trường âm nhạc của mình nó cũng giảm nhiệt đi rất rất nhiều luôn á. Nhưng mà quý vị khán giả không có tâm trí để nghe nhạc. Đúng. Thì em muốn rằng là sau khi mà mọi thứ nó bắt đầu dần dần trở lại được như bình thường, mà đúng nghĩa bình thường luôn á, thì phải có cái thời gian để cái thị trường âm nhạc của mình nó lại được warm up lại. Thì chắc chắn nó phải là tất cả anh chị em nghệ sĩ cùng đồng loạt phải ra mắt sản phẩm để đẩy cái thị trường âm nhạc lên. Thì em muốn rằng là trong cái năm đó là chính là năm nay này, sẽ là những cái năm mà để em cũng warm up lại tất cả những em warm up lại cái tên tuổi của mình bằng những cái sản phẩm âm nhạc trước. Xong sau đó, đó là như những cái bước tiền đề để bắt đầu là năm 2023 sẽ là một dự án như là chị Tám vừa mới nói. Thì cái album 2023 đó là em đã dự tính là sẽ ra mắt. Wow, thật sự rất là chờ đợi, bởi vì gia đình Hoa Dâm Bụt là những người mà Kim Thanh cực kỳ chờ đợi những cái sản phẩm như vậy. Các bạn đã đến một cái, người ta gọi là một cái level là phải đúng qua rồi. Hẳn một cái khác, chứ không thể là cứ MV lẻ. Cho dù Phúc có đầu tư hoành tráng đến cỡ nào nhưng mà nó vẫn là một cái sản phẩm lẻ, và người ta chưa thấy được đúng một rồi. Đức Phúc xuyên suốt ra sao. Đúng rồi. Bây giờ thì thú thật là Kim Thanh mới muốn nói với Phúc cái điều này. Thật ra nó cũng không phải gì hay ho lắm, mà nói xong chắc sợ giận luôn. Là Kim Thanh thì theo dõi Phúc từ tận hồi The Voice, từ cái hồi thí sinh. Hồi đó kể cái chuyện trước khi mình đi thi, ở nhà mình tập hát làm sao mình coi những cái clip đó, rồi coi Phúc thi, rồi những cái ngày đầu mà Phúc chập chững ra những cái sản phẩm đầu tiên này nọ. Thì thật ra lúc đó Kim Thanh cũng thích cái giọng hát của Phúc rồi, nhưng mà mình cảm giác là cái giọng hát của Phúc đó hồi đó nó hơi bị rung á, tức là cái độ rung trong giọng hát nó nhiều. Và giao diện thì nó thật là nó cũng không phải là bắt mắt lắm. Thì trong cái một số chương trình khác, Kim Thanh cứ trò chuyện với Châu Đăng Khoa cũng như là một số bạn khác, cứ nói là trời ơi tiếc cái ca này quá, tại vì thấy là ok quá, nhưng mà thật sự đây cũng có thể là một ca rất là khó trong showbiz. Thì làm như thế nào để những bạn như thế này có thể là được mọi người đón nhận đây? Chứ mình nghe cái sản phẩm đầu tiên của em á, cái MV đầu tiên của em là mình cũng thích rồi, mình nói trời hát hay quá, nhưng mà vậy thì sao, rồi mình trăn trở giùm luôn á. Thì sau đó thì thấy Phúc hơi im và bắt đầu quay trở lại, mình nói hóa ra thì Phúc vẫn ý thức được là mình sẽ có một cái hướng đi như thế nào và làm như thế nào để mọi thứ như mình biết tìm một cái lối riêng cho mình. Đó, thì theo dõi Phúc từ một cái hành trình đó cho tới tận bây giờ thì thật ra là Kim Thanh rất là xúc động. Dạ, cảm ơn chị. Thấy bạn trưởng thành hàng ngày, trưởng thành trong giọng hát, cách cư xử, rồi kể cả ngoại hình mọi thứ càng ngày càng tốt. Cho nên là thật sự là rất là mừng khi mà thấy Phúc của ngày hôm nay. Em cảm ơn chị Tám rất nhiều. Và thực ra thì đúng rằng là em là một người mà kiểu tự lập từ nhỏ. Ý là có cái tính tự lập từ nhỏ, và cũng như là vì cái hoàn cảnh và cái môi trường cũng khiến em phải tự lập từ nhỏ. Thế nên rằng là
đến cái thời điểm hiện tại, hoặc là từ có thể là hồi nhỏ thì hồi ý là hồi khoảng sau giọng hát Việt hay gì đó thì mình cũng đã có cái ý thức là chủ động trong những cái công việc của bản thân rồi, nhưng mà cái ý thức đó hồi đó nó cũng chưa có nhiều. Nhưng mà dần dần nó càng ngày nó càng nhiều hơn. So với những cái điều mà mình đã trải qua thì em là một người mà em luôn chủ động trong những cái con đường của mình, luôn chủ động trong cái công việc và cái đường đi của mình. Tại vì thứ nhất là em không có muốn phụ thuộc vào bất cứ một cái điều gì quá nhiều. Mà khi mà em thì là người mà em rất là nghĩ ra rất là nhiều thứ nữa. Ý là tại vì thích thôi. Có thì có những cái rất là linh tinh, có những cái thì được, có những cái không được, nhưng mà vẫn cứ nghĩ, vẫn cứ làm và vẫn cứ đưa ra để cho những anh chị em trong ekip của mình họ có thể gọi là bàn bạc xung quanh những cái ý tưởng đó, hoặc là những cái hướng đi đó, xem nó có ok hay không. Nhưng ít nhất ấy, em luôn phải là người chủ động để làm những cái đó trước cơ. Đó, em không có đợi ai để sắp xếp cho em là làm như thế này, làm như thế kia, và nên như thế này, nên như thế kia. Em dù ai có khuyên như thế nào thì đầu tiên em vẫn phải có những cái hướng của em trước đã. Đó, xong sau đó em mới bắt đầu là góp nhặt lại rồi mới kết ra được một cái cuối cùng. Thì hy vọng những cái điều đó sẽ đươm hoa kết trái ngày càng nhiều hơn nữa. Và sang năm sau thì chúng ta sẽ có một sản phẩm hoành tráng của Đức Phúc. Cảm ơn Đức Phúc rất nhiều. Em cảm ơn chị Kim Thanh rất nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình Sài Gòn FM đã dành thời gian để nghe buổi giao lưu của Phúc và chị Kim Thanh. Và chúc quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Hãy cùng nghe ngày đầu tiên nha mọi người.